Xe nào đi được 150 km trên một lần sạc không anh? Con này tên của nó là Engwi nhá, C20 Pro, hãng sản xuất xe đạp điện trợ lực lớn nhất thế giới luôn nhá. Engwi này, quả pin, nhìn quả pin nó nằm trong khung này, nó rất to luôn. Trên một lần sạc có thể đi được 150 km, tốc độ 35 km/h nhá, tốc độ cao đấy. Và động cơ của nó là 500W. Đấy, xe này xe gập. Ok chưa? Tên của nó là C20 Pro nhá. Các bạn đi trợ lực ấy, đi trợ lực tức là các bạn cũng phải đạp hỗ trợ nữa thì là đi được 150 km. Còn nếu mà các bạn đi vặn ga thôi mà không đạp gì cả thì là chỉ đi được tầm 90 đến 100 km thôi. Là như thế là quá ổn cho một người đi làm và một bạn đi học, đúng không ạ? Trong một tuần thì mình chỉ cần sạc có một lần, hai lần gì đấy là mình đi được cả tuần rồi, thì quá là ok, đúng không? Đây là xe đạp điện trợ lực Engwi C20 Pro. Ok chưa ạ? Ok.